Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 11 tháng 1 hôm nay thì thông tin quan trọng nhất mà năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đã có kết quả rồi. Bitcoin Spot ETF đã chính thức được thông qua trong sự vỡ òa của tất cả các anh em coi thủ. Điều này có ý nghĩa gì và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Tất cả sẽ được phân tích trong video ngày hôm nay dưới góc nhìn đơn giản và thú vị. Chào mừng mọi người quay trở lại với 5 phút Crypto và mình là Kiều Anh. Nói chung là các anh em đã trải qua một đêm không khác gì giao thừa vậy. Vào lúc 3 giờ sáng thì bắt đầu rộ lên hàng loạt thông tin, đó là SEC đã phê duyệt các hồ sơ Bitcoin Spot ETF, tuy nhiên không đi kèm với các bằng chứng xác thực. Khoảng một tiếng sau đó, vào lúc gần 4 giờ Việt Nam, thì SEC chính thức phát hành văn bản thông qua cho 11 đề xuất ETF trước đó. Tuy nhiên thì văn bản này đã nhanh chóng bị gỡ xuống như cái cách mà nó bất thình lình xuất hiện vậy. Thậm chí là có thời điểm trang web chính thức của SEC cũng không thể truy cập do lượng người vào quá nhiều. Hiện tại thì SEC đã đăng tải lại thông tin tại đây. Đó, gạo đã nấu thành cơm rồi. Dù vậy thì có lẽ là do đã bị thị trường lừa quá nhiều lần nên nhiều anh em vẫn ngơ ngác không tin cho lắm. Ủa, phê duyệt rồi hả? Chắc chưa? Có thật không? Hay là lại tin giả? Thật, thật nha mọi người. Người đàn ông đẹp trai nhất lúc này cũng đã phát biểu về lệnh phê duyệt Bitcoin Spot ETF như sau. Thứ nhất, đó là quyết định này phù hợp với đạo luật chứng khoán và các quy định liên quan nhằm bảo vệ nhà đầu tư cũng như lợi ích của cộng đồng. Thứ hai, đó là crypto duy nhất được cấp phép tạo ETF chỉ có thể là Bitcoin. SEC vẫn cho rằng có nhiều đồng khác vẫn là chứng khoán. Thứ ba, ông chủ tịch SEC thì cũng không quên cảnh báo về rủi ro liên quan đến Bitcoin và thị trường crypto nói chung. Cái điều này thì cũng không còn xa lạ gì nữa rồi, bởi vì vài ngày trở lại đây thì ông Gensler nhiều lần lên tiếng cảnh báo về rủi ro của thị trường. Nhiều người đoán rằng đây là hành động kiểu giao trước, sắp phê duyệt nên là phải dọa trước như vậy. Thế mà đúng thật luôn. Theo thông tin từ The Block thì các quỹ sẽ bắt đầu được giao dịch sớm nhất vào khoảng ngày hôm sau khi được phê duyệt. Bloomberg đã đưa tin có 4 tỷ đô được huy động từ 11 quỹ trên chỉ trong ngày đầu tiên. Larry Fink, CEO của BlackRock đã chuyển từ gọi Bitcoin là rửa tiền sang vàng kỹ thuật số. Và như vậy tất cả làng đều vui rồi. Nhưng mà điều quan trọng nhất ngay lúc này đó là sau tin thì đã có lúc Bitcoin vọt lên gần 48.000 đô và hiện tại đang giao dịch trong vùng giá 46.000 đô, tức là ghi nhận một sự tăng nhẹ. Chỉ số tham lam sợ hãi cũng đang xanh lè ở mức khá là cao. Tổng thống El Salvador cũng tranh thủ lên tiếng kiểu flex luôn. Ôi dào ơi, tụi này còn có ETF từ trước cả BlackRock cơ. Thì đúng là trước nước Mỹ thì một số quốc gia khác trên thế giới đã có Bitcoin Spot ETF rồi. Tuy nhiên, vì sao chúng ta lại chờ mong sự phê duyệt từ nước Mỹ tới vậy? Thứ nhất, đó là nhìn lại lịch sử ETF của vàng thì Canada, Australia hay Anh cùng với một số quốc gia khác là những nước đã có trước. Nhưng giá vàng chỉ bùng nổ sau khi mà ETF được thông qua tại Mỹ sấp xỉ 4 lần. Tất nhiên là có nhiều yếu tố để góp phần trong đó, nhưng không thể phủ nhận ETF của vàng đã tạo ra một cách đầu tư thuận tiện khi mà mọi người không cần lưu trữ vàng vật lý. Với cái rớp như vậy thì nhiều trang tin tức đang cực kỳ bullish, bởi vì các công ty phát hành ETF sẽ phải mua Bitcoin mà với khối lượng lớn thì giá sẽ tăng. Thứ hai, đó là Bitcoin Spot ETF được thông qua mang đến hy vọng cho các đồng khác. Cụ thể, cộng đồng đang dồn sự chú ý vào Ethereum. Ned Zarecki, chủ tịch cố vấn đầu tư The ETF Store cho biết, một khi Bitcoin Spot ETF được phê duyệt, tôi hy vọng trọng tâm sẽ nhanh chóng chuyển sang các quỹ Ethereum Spot ETF. Các công ty tên tuổi lớn như là Fidelity và BlackRock cũng đã đăng ký Ethereum Spot ETF trong vài tháng qua rồi. Đó, hết Bitcoin cho tới Ethereum và sẽ còn nhiều câu chuyện khác để nói nữa. Thứ ba, đó là Bitcoin Spot ETF sẽ tạo ra phương tiện đầu tư một cách dễ dàng hơn. Mọi người sẽ không cần phải mua Bitcoin, nghĩ cách lưu trữ, bla bla, mà họ chỉ cần mua cổ phiếu của các công ty phát hành. Việc này sẽ đơn giản hơn nhiều, ít rủi ro và được bảo vệ bởi chính các quỹ đó khi có vấn đề xảy ra. Việc này sẽ giúp cho nhiều người có khả năng để tiếp cận hơn, mang đến dòng tiền hàng tỷ đô vào thị trường, đặc biệt là khi các quỹ đã sẵn sàng cắt máu, giảm phí để có thể thu hút các nhà đầu tư. Nhân tiện thì 5 phút Crypto cũng đang có một công cụ đắc lực để hỗ trợ anh em dự đoán về đồng giá, đặc biệt là trong giai đoạn này. Khóa học phân tích kỹ thuật theo phương pháp Wyckoff online hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể tham gia học và group và nghe chia sẻ của admin về view thị trường hàng tuần. Từ đó tự tin tìm kiếm các cơ hội giao dịch cho mình hoặc là tối ưu vị thế mua bán nếu bạn là một holder. Và đây chính là feedback chất lượng của các anh em đã theo những khóa học miễn phí trước đó.
Bên cạnh đó thì bạn sẽ còn được giảm đến 20% phí giao dịch của các sàn nhé. Link đăng ký và những ưu đãi hấp dẫn sẽ được mình ghim ở phần bình luận nhé. Nhiều người đang lo lắng rằng sẽ có một cú sập bởi vì trước đó các cá voi đã gom hàng rồi. Khi mà sự FOMO ETF diễn ra thì họ sẽ xả để úp vô anh em. Đây chỉ là một cái thuyết âm mưu cho vui thôi. Nhưng thực sự là không có gì đảm bảo Bitcoin sẽ liên tục tăng giá cả. Đây, đại ca này đã lên tiếng bảo là thị trường đang cường điệu quá mức với Bitcoin đây. Dù ETF đã được thông qua nhưng không có nghĩa là mọi người sẽ cho nó là một kênh đầu tư thân thiện nếu như so sánh với chứng khoán hoặc là vàng. Tác giả này thậm chí còn nói thêm, Bitcoin chỉ đơn thuần là một sản phẩm đầu cơ, không có ý nghĩa về mặt công nghệ như những tín đồ của crypto vẫn nói. Yes, đồng ý mà. Bitcoin có thể không như vậy, nhưng mà blockchain thì lại khác nha. Thứ nhất, mình cũng đồng ý rằng không có gì đảm bảo ETF hay là halving là lá bài miễn tử cho Bitcoin và giá sẽ liên tục tăng cả. Có thể là chúng ta sẽ còn chứng kiến những lần tụt giá đau thương hơn nữa. Nhưng về dài hạn, đó là những điều chỉnh rất cần thiết. Nếu như bạn nắm giữ đủ lâu, bạn sẽ vượt qua được những lần giảm giá ngắn hạn đó và có lợi nhuận dành cho mình. Vì vậy, dù ETF đã được thông qua, nhưng chúng ta cũng không nên chủ quan. Bởi vì market có sự vận hành của riêng nó. Thứ hai, đó là giá cả thì sẽ bằng giá trị cộng với cảm xúc. Hiện tại thì Bitcoin đang được hậu thuẫn bởi yếu tố cảm xúc khá là lớn. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta bỏ qua những tiến bộ của cả ngành blockchain được. Nó đang và sẽ xây dựng một hệ thống minh bạch, không bị kiểm soát bởi bên thứ ba và giải phóng cách mà chúng ta đang lưu trữ thông tin. Hiện tại, nhiều dự án có thể không marketing bóng bẩy này, không chạy đua để có tốc độ nhanh, phí rẻ nhất, nhưng họ đang chuẩn bị cho một cơ sở hạ tầng rất vững chắc để phục vụ những nhu cầu thực tế trong cuộc sống. Mình khẳng định là có những dự án như vậy và họ đang đi một cách rất âm thầm. Không có khua chiêng gõ trống đâu ạ. Vì thế sẽ có một số dự án mà bạn thấy là họ đi một cách rất là chậm chạp và thậm chí là còn không có đẩy mạnh về marketing. Thì hãy chậm lại một phút tìm hiểu để có thể đưa ra những góc nhìn chính xác nhất nhé. Vì tôn chỉ của 5 phút crypto là sẽ không siêu bất kỳ một đồng coin, token nào nên mình sẽ không tiện nêu tên ở đây. Nhưng nếu bạn tâm đắc với một dự án nào tương tự như vậy thì hãy để lại comment nhé. Tất nhiên là mình ở đây vì lợi nhuận rồi. Nhưng mà ngoài là một nhà đầu cơ thì mình còn là một người rất có niềm tin vào tương lai của blockchain vượt qua những yếu tố về đường giá. Internet đã thay đổi thế giới mãi mãi và blockchain cũng sẽ như vậy. Chúng ta đang ở giai đoạn đầu rất sơ khai thôi, giai đoạn của giá cả, bơm thổi, thậm chí là lừa đảo rất nhiều. Thế nhưng không vì thế mà mình quên mất giá trị rất lớn của blockchain. Túm cái váy lại là SEC thông qua ETF thì tất nhiên là vui rồi, nhưng nó không có ảnh hưởng quá nhiều đến view của mình trong dài hạn. Follow tin tức, nhưng cố gắng không để bị trôi theo tin tức nha. Cuối cùng thì mình xin được cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian để theo dõi video này. Đừng quên những ưu đãi và group trading miễn phí ở phần bình luận nhé. Video này lên vội quá nên là trông nó cũng hơi sơ sài một tí, có gì mong mọi người thông cảm nhé. Chúc bạn những ngày cuối năm an lành, ấm áp và một đời sống tài chính bình an. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại.